Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, được biết hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm Nhâm Dần, thì chú Quả Thiện đại diện cho các mạnh thường quân cùng tất cả anh em thiện nguyện trở về quận Điền, Tiền Long để chúng ta dựng một căn nhà tình kế cho một cái bà cụ gặp hoàn cảnh khó khăn trong nhà ở. Thì hôm nay anh em trở về đây để dựng lại căn nhà. Thì đây là cái về đầu tiên chúng ta đang sắp sửa hoàn thiện, thì khoảng 10 phút nữa thì chúng ta sẽ dựng cái về đầu tiên này lên, thì sẽ tiếp tục về thứ hai. Thì kính mời quý vị cùng theo dõi năm mươi giờ cao đầu tiên được dựng lên như vậy. Đây là cái về đầu tiên được dựng lên, dựng vô chút à. Thưa quý vị, đây là về thứ hai nha quý vị. Về thứ hai đã hoàn thiện chuẩn bị dựng lên quý vị. Thì anh em đang giải lao trong giây lát rồi chúng ta sẽ dựng lên về thứ hai. Đó, đầu dựng về hai nha quý vị. Đó, về hai. Đâu chúng đâu? Về hai chuẩn bị dựng lên quý vị. Có gì kịch vô chút xíu. Gọi vô đi. Đây là về thứ hai lên. Lên quý vị. Đã tỉnh rồi còn đòi ai? Dựng ở trong nền đi, tại nền nó nhỏ, nên nó bự. Về thứ hai xong chúng ta sẽ tiến hành gác xiên các bàn tay, thì tiến hành lọt nữa vậy. Thưa quý vị, thì nãy giờ khoảng 4 tiếng hồ thì chúng ta đã hoàn thiện căn nhà một xong luôn rồi quý vị. Chỉ còn cửa buồng nữa là hoàn thiện. Đây là trong nhà quý vị. Chỉ còn cửa buồng nữa là xong, cửa nẻo đầy đủ hết quý vị. Đây đang nghe quý vị, đây nhà phía đằng trước đã hoàn thiện quý vị. Còn cửa buồng nữa thì chỉ còn là dựng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, thì hôm nay cũng buổi trưa ngày mùng 8 tháng 6 niên Nhâm Dần, thì hôm nay chúng ta giao lại một cái căn nhà cho cô Nguyễn Thị Đẹp, 70 tuổi, ở cùng với đứa em trai. Thì hoàn cảnh của cô cũng rất là khó khăn. Hàng ngày thì cô sinh sống bằng nghề là mua bán đồ rẫy. Thì theo sự tìm hiểu của Song Việt thì ngày nào mà nếu cô mua đồ bán hết thì lời được 100 trên 100 nghìn, còn ngày nào bán không hết thì lời đôi 30. Thì đó là sự sinh nhai của cô. Còn đứa em trai thì ai mướn gì làm nấy. Còn ban đêm thì nếu không ai mướn làm thì rảnh thì đi soi ếch, soi nhái, bắt ốc nha quý vị. Thì có ngỏ lời xin cùng với anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, nói riêng là chú Quỳnh Minh Thiện, thì vừa qua chúng ta, hôm qua thì chúng ta đã cho hai căn nhà, thì hôm nay lại tiếp tục một căn này, thì ngay chỗ địa chỉ là Phước Long Phong Điền của thành phố Cần Thơ. Thì từ sáng tới giờ cũng trên 3 tiếng đồng hồ anh em đã hoàn thành cái căn nhà. Thì đây chúng ta đã làm xong mặt dựng đằng trước cũng như vách sau, vách dựng hai bên hông. Thì trời cũng vừa đổ cơn mưa, sáng giờ thì trời cũng âm u lắm, nhưng không đổ mưa thì chúng ta làm vừa xong thì trời lại đổ cơn mưa nha quý vị. Thì giờ đây thì nói luôn hà, rồi làm lễ bàn giao nhà cho cô Nguyễn Thị Đẹp, 70 tuổi, và đứa em trai, thì được sự giới thiệu của cô hai ở địa phương cùng với mười mấy thành viên. Thì song song vào đó thì những căn nhà này phần sắt kẽm thì được sự tài trợ của cô Nam Lan, công ty Vạn An Sài Gòn. Còn phần tôn thì được sự tài trợ
của cô Pham, cô Kim, cộng với cô Út, cô Năm, cô Chi, cũng như trong đó thì có cô Hằng ở Phú Quốc tài trợ tiền tôm trong đợt này. Thì hôm nay chúng ta sẽ đại diện để bàn giao căn nhà này cho cô Nguyễn Thị Đẹp. Thì trong lúc làm thì được mười mấy anh em, và sau khi làm xong thì bàn giao thì có những cái phần nhu yếu phẩm. Chú Chính Hải gửi gì ạ? Rồi, cái gạo của chú Tư Lại nha. Rồi, cho tên là cho chú bữa nay được chú Hai Phước gửi thêm 100 luôn nha, với vậy cũng ít lòng nhiều nha. À, cái này của Vinh Hạnh nha. Cẩm Thi. Thì của ít lòng nhiều để hỗ trợ cho cô Đẹp vượt qua khó khăn trong cuộc sống thời gian sắp tới. 900 hả? Thì để cô Nam Lan gửi 1 triệu nữa đi. Móc giùm 1 triệu đi. Thì hôm nay được hoàn cảnh này cũng hơi khó khăn cho nên chị Nam Lan. Rồi, ok, đúng luôn. Bữa nay không có anh Tùng, chứ có anh Tùng có gạo nữa à. Mày tính là đúng rồi đó. anh này hả? Anh móc ra là cho nhận 20 đó. Đâu đâu, móc ra, nó 20 móc ra. Rồi, con có gì nói lớn lại đi con. Rồi. Rồi, cô Hai có lời nói gì không? Chị móc 300, 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 chị móc 300. Đã bỏ công sức trong thời gian làm gia công, và hôm nay là một ngày một buổi sáng để đi dựng, và xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng với chú trong suốt thời gian qua, ủng hộ về tịnh tài tịnh vật, và một lần nữa xin kính chúc toàn thể chú quý vị được luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn được sống trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì lễ bàn giao nhà đến đây đã xong, thì giờ đây em cháu sẽ đi vào bên trong căn nhà cho quý vị mình xem cái căn nhà của chúng ta làm cũng hoàn chỉnh rồi nha quý vị. Ngay tiếp sau thì mình có làm cái cửa sau, ở sau thì còn một phút nữa, thì nữa khi nào chủ nhà có khả năng thì người ta sẽ đâm ra để làm bếp nấu ăn, làm nhà vệ sinh. Nha quý vị, thì căn nhà của chúng ta cho trọn vẹn chỉ 4m, 7m thôi nha. Và hôm nay trên dưới cũng khoảng 15 đồng bào. Giờ đây xong việc xin tạm kết thúc cái clip này. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.